đại ca đây là linh thạch mà ngươi yêu cầu giản bác uể oải đưa một chiếc nhẫn chữ vật qua lữ thiếu khanh nhận lấy nhưng giản bác vẫn nắm chặt không chịu buông tay ta đi ngươi định quyệt nợ à lữ thiếu khanh tát một cái làm tay giản bác văng ra đưa đây cho ta chỉ có 30 triệu viên linh thạch thôi ngươi có cần phải làm như lấy mạng ngươi vậy không ngươi có thể có chút triển vọng không có thể học theo mị ra không 30 triệu viên linh thạch này mà ngươi mất đến 10 ngày mới đưa được mị ra ngày hôm đó đã gửi đến rồi hãy học theo họ đừng làm kẻ keo kiệt giản bác đau lòng mà phàn nàn mị gia không mau gửi đến được sao họ chắc chắn đã bị dọa chết khiếp không cho linh thạch đồng nghĩa với việc phá hủy đạo tâm của mị càn sao ngươi không cầu xin cha ngươi lữ thiếu khanh khinh bỉ có cha mà không cầu lại cầu người khác ngươi không tự làm khổ mình ta cũng không tin giản bác trả lời chân thật cha ta sẽ đánh ta ôi muội muội ta đột phá trở thành hóa thần rồi áp lực của ta càng lớn hơn hai ngày trước ta đã bị cha đánh một trận đau chết đi được lực đánh còn mạnh hơn trước nhiều đại ca ngươi có thể giúp ta đột phá nhanh không nụ cười của lữ thiếu khanh bỗng nhiên biến mất ánh mắt hơi cụp xuống nhìn giàn bác bị ánh mắt của lữ thiếu khanh nhìn chằm chằm giàn bác lẩm bẩm trong lòng vừa định nói gì đó thì lữ thiếu khanh bỗng nhiên mở miệng ngươi có cần không giàn bác giật mình vội vàng cười lớn thiên phú của ta không tốt so với muội muội quá yếu tất nhiên là cần lữ thiếu khanh khẽ mỉm cười cho ta 50 triệu viên linh thạch ta có thể đảm bảo ngươi trong vòng một năm sẽ đạt tới cảnh giới nguyên anh tầng 9. đồ khốn đại ca ngươi cướp bóc à kiếp trước ngươi là sơn tặc phải không giản bác hét lên xoay người chạy đi ngươi có bán ta cũng không có nhiều linh thạch cho ngươi giản bác nhân cơ hội rời đi ở cạnh lữ thiếu khanh làm hắn áp lực quá lớn dường như bị lữ thiếu khanh nhìn thấu xoay người giản bác lại thầm nghĩ chắc là không nhìn thấu ta chứ ngay cả muội muội ta ta còn không nói ai mà biết được chứ lúc này giọng nói của lữ thiếu khanh truyền tới đừng kìm nén kìm nén quá lâu không tốt cho cơ thể giản bác toàn thân run lên dường như có dòng điện chạy qua cơ thể xông thẳng lên đầu làm hắn tê tái ra đầu người này thật đáng sợ giản bác ra đầu tê tái rời đi Lữ Thiếu Khanh thì đã trở về nơi ở của mình, nơi này được hắn bố trí trận pháp, không có sự cho phép của hắn, trừ khi có người có trình độ trận pháp cao hơn hắn mới có thể trực tiếp xông vào, nếu không thì dù có xông vào cũng không tìm được vị trí thực sự của hắn. Vừa rồi đối với lời nói của Giản Bác, Lữ Thiếu Khanh không phải tùy tiện bịa đặt, từ khi gặp Giản Bác, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được sự khác biệt của Giản Bác, có thể co giãn, không quan tâm mặt mũi, có vài phần giống hắn, tâm trí trưởng thành, hòa hợp với mọi người, không mang chút cảm giác gượng ép nào, đối mặt với người lớn tuổi hơn, hắn vẫn gọi đại ca đại ca như một người trí giả chơi đùa trong hồng trần luyện tâm trong thế gian trong mắt người khác giản nam là thiên tài của giản gia nhưng trong mắt lữ thiếu khanh thiên tài thực sự là giản bắc đạo tâm kiên cố trưởng thành vượt xa giản nam người có đạo tâm như vậy mà nói hắn thực lực không tốt chỉ có thể là trò cười nhưng giản bắc làm như vậy tất nhiên có lý do của hắn lữ thiếu khanh không truy hỏi sâu thêm đối với hắn mà nói chỉ cần không gây phiền toái cho mình quản nhiều làm gì hắn đâu phải tiêu y bây giờ bắt đầu thôi ánh mắt lữ thiếu khanh lóe lên thân ảnh hắn biến mất xuất hiện trong phòng thời gian nhìn không gian xung quanh đã khôi phục lữ thiếu khanh thở dài một hơi cảm khái quá khó khăn may mà trung châu này vẫn còn linh thạch không hổ là trung châu chiếc nhẫn của mình vẫn còn hai vết nứt dài lữ thiếu khanh lại lẩm bẩm hy vọng đủ giàn bắc 30 triệu từ nhà giàu bao dịch lấy được 30 triệu cộng thêm 100 triệu từ mỹ ra lữ thiếu khanh hiện có 160 triệu viên linh thạch cộng với 400.000 còn lại trước đó lữ thiếu khanh xúc động đến rơi nước mắt 100 triệu à 100 triệu nếu không làm gì ta có thể nằm trên linh thạch mà ngủ sau đó hắn nhìn vào chiếc quan tài uể oải nói chết tiệt chết tiệt lần này cho chút thể diện ăn ít thôi 10 ngàn 20 ngàn 100 ngàn 400 ngàn 1 triệu 100 triệu linh thạch không ngừng đổ vào lưu hương lưu hương như miệng sâu không đáy không ngừng nuốt chừng lữ thiếu khanh đau lòng sắp khóc ăn ít thôi ăn ít thôi ăn nhiều quá không tốt cho ngươi nếu ăn chết ngươi thật sự chết rồi khi lữ thiếu khanh đổ hết 160 triệu viên linh thạch vào lưu hương quan tài bỗng phát sáng mạnh mẽ ánh sáng chói lòa làm lữ thiếu khanh không mở mắt được sau đó hắn bị đá ra ngoài đáng chết lữ thiếu khanh chửi bới chắc chắn là một tên đàn ông thô kệch chẳng chút dịu dàng hắn nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay nó phát ra ánh sáng nhẹ trong ánh sáng lấp lánh vết nứt trên chiếc nhẫn đang từ từ hồi phục đợi đến khi vết nứt trên chiếc nhẫn hoàn toàn biến mất khôi phục như mới lữ thiếu khanh hoàn toàn thả lỏng nằm thẳng xuống đất nhìn lên trần nhà lữ thiếu khanh như rất mệt mỏi lẩm bẩm cuối cùng cũng kết thúc lừa dối trộm cắp cuối cùng cũng sửa xong chiếc nhẫn lữ thiếu khanh đứng dậy thân ảnh hắn lóe lên hắn lại bước vào lữ thiếu khanh bước vào và phát hiện nơi này đã hoàn toàn khôi phục thậm chí có vẻ tốt hơn trước trên bầu trời các ngôi sao lấp lánh ánh sáng của chúng chiếu xuống làm sáng rực cả khu vực này xung quanh linh khí dày đặc biến thành xương trắng biến nơi này thành một cảnh tiên đồng thời lữ thiếu khanh phát hiện tiên lưu kiều bị bao phủ bởi đám mây trắng bề mặt có một lớp linh khí dày đặc như một lớp bảo vệ bọc chặt lấy nó có thể thấy tiên lưu kiều chắc chắn có lai lịch lớn ngay cả linh hồn cũng phải cẩn thận che giấu làm tốt lắm thứ này không nên bị người ta phát hiện nhìn tên lưu kiều lữ thiếu khanh cảm thấy hài lòng nhưng ngay sau đó lại đau đầu làm thế nào để vứt bỏ nó đây thứ này giống như một quả bom hạt nhân không biết khi nào sẽ nổ mang theo bên mình một khi nổ chính mình sẽ là người đầu tiên bị tan thành cho bụi đáng tiếc lữ thiếu khanh không thể làm gì hơn lữ thiếu khanh đến bên bàn nhìn ba món đồ là linh bài quan tài và lưu hương trên bàn lữ thiếu khanh đặt tay lên bàn giọng nói nhẹ nhàng thái độ ôn hòa nở một nụ cười pha chút nịnh nọt và hỏi tiểu đệ tử quỷ bây giờ vẫn là một vạn viên linh thạch một tháng chứ đừng làm kẻ gian thương đừng tùy tiện tăng giá vài hơi thở sau trong sự mong chờ của lữ thiếu khanh một thông tin truyền vào tâm trí hắn như thể xuất hiện từ hư không giống như liên lạc vô tuyến lữ thiếu khanh nhận được thông tin cả người như bị xét đánh sững sờ xung quanh linh khí nhẹ nhàng cuộn lên trên đầu trời sao lấp lánh tràn ngập sự thanh bình và hài hòa như một động phủ của tiên gia người bình thường trong môi trường này sẽ cảm thấy cả người được nâng cao thoát khỏi trần tục không còn buồn vui tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh bây giờ lại vô cùng bi phẫn, chỉ thấy hắn đập mạnh một cái xuống bàn, một tiếng bốp vang lên, bàn tay hắn có sức mạnh vạn cân, nhưng ba món đồ trên bàn không hề lay chuyển chút nào. Khốn kiếp, tiểu đệ tử quỷ, ngươi chết tiệt, ngươi bị mù cả hai mắt à, ta vất vả chữa khỏi cho ngươi, vậy mà ngươi lại đâm sau lưng ta. Tự ý tăng giá, ngươi chết tiệt, một tháng năm vạn viên linh thạch, chuyện này con người có thể làm ra sao? Không đúng, chuyện này là linh hồn có thể làm ra sao? Diêm Vương sao không trên dầu ngươi đi? Trước đây một tháng một vạn viên linh thạch ta còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ ngươi khỏi bệnh, ngươi lại tăng giá ngươi ra đây ta đánh chết ngươi lữ thiếu khanh đập bàn liên tục nhưng quan tài không có chút phản ứng thậm chí không phát sáng một chút đến khi lữ thiếu khanh đã hết nước bọt một thông tin khác lại truyền vào tâm trí hắn không muốn thì cút dù không có tiếng nhưng lại đầy vẻ uy nghiêm lữ thiếu khanh giữ người sau đó đau lòng đấm ngực dậm chân thay đổi rồi thay đổi rồi ngươi đã thay đổi tiểu đệ tử quỷ chết tiệt ngươi không phải bị thần linh chiếm đoạt thân xác chứ trước đây tiểu đệ tử quỷ ngoan ngoãn nghe lời của ta đâu rồi trả nó lại cho ta sau đó hắn tức giận hét lên không nghe lời phải không xem ra ta phải dạy cho ngươi một bài học nói xong hắn định lấy linh bài lần này nhất định phải khắc lên hai chữ tiểu đệ tuy nhiên một luồng sức mạnh ập đến lữ thiếu khanh không thể phản kháng bị đẩy ra ngoài lữ thiếu khanh đấm ngực liên tục hư hỏng rồi hư hỏng rồi một tháng cần 5 vạn viên linh thạch một năm 60 vạn lữ thiếu khanh hiện còn 400 vạn viên linh thạch nghĩa là hắn chỉ đủ trong 7 năm hiện tại hắn đã là cảnh giới hóa thần 7 năm có lẽ không đủ để đạt được một cảnh giới nhỏ lữ thiếu khanh đau đầu hiện tại tiểu đệ tử quỷ rất cứng đầu còn biết ra tay vô cùng phản nghịch không biết có phải ăn nhiều linh thạch quá làm hắn trở nên tự tin hơn không hơn nữa tiểu đệ tử quỷ nói một tháng năm vạn viên linh thạch nghĩa là một tháng năm vạn viên linh thạch tuyệt đối không giảm giá lữ thiếu khanh rất buồn bã một lần nữa lại thiếu thốn nghèo chết đi được rốt cuộc khi nào ta mới có thể nằm trên đống linh thạch mà ngủ ngày tháng nghèo khó này còn phải tiếp tục nữa sao sau khi buồn bã qua đi trong tay lữ thiếu khanh xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật không phải của ai khác chính là nhẫn chữ vật của ngũ trưởng lão ngao gia ngao tăng lữ thiếu khanh chơi đùa với chiếc nhẫn chữ vật rất nghi hoặc đã gần một tháng trôi qua hắn không cần nó sao để vậy thì rất lãng phí kế hoạch của lữ thiếu khanh là để ngao tăng mang linh thạch đến chụp lại chiếc nhẫn chữ vật sau đó gặp lại ngao tăng thì cướp tiếp như vậy có thể phát tài hai lần nhưng bây giờ đã lâu như vậy ngao tăng bên kia không có chút động tĩnh lữ thiếu khanh rất thất vọng ngay lúc hắn đang cân nhắc liệu có nên phá hủy chiếc nhẫn chữ vật của ngao tăng hay không bỗng nhiên hắn biến sắc thân hình lóe lên xuất hiện bên ngoài bên ngoài truyền đến giọng nói của ngao tăng lữ thiếu khanh ngươi ra đây đến rồi sao lữ thiếu khanh mừng rỡ bên này đang lo ngao tăng không đến nói tào tháo tào tháo đến ngay người đưa tài sản không thể chậm trễ bên ngoài ngao tăng đứng một mình thấy lữ thiếu khanh xuất hiện mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận tên khốn trả nhẫn chữ vật cho ta đây là toàn bộ tài sản tích lũy của hắn tất cả vốn liếng đều ở trong đó vì vậy sau khi chữa khỏi vết thương gom đủ linh thạch hắn lập tức đến đây lữ thiếu khanh cười híp mắt lấy ra chiếc nhẫn chữ vật nhẹ nhàng nói linh thạch đâu giao tiền giao hàng đây là quy tắc giang hồ mang đến đây không thì ta giết ngươi ngao tăng thấy chiếc nhẫn chữ vật của mình vừa lo vừa tức hận không thể lập tức xông tới cướp lại ngươi động vào ta ngươi tin không ta gọi sư huynh ra ngao tăng lập tức im bặt đại ca giản bác không biết từ đâu nhảy ra khuôn mặt tràn đầy tò mò và mong đợi ngao tăng đến rồi sao lần này đại ca định làm gì giản bác vừa chạy ra đã chú ý đến đôi mắt tức giận của ngao tăng liền cười ha hả và chào hỏi ngũ trưởng lão chào người chờ hỏi cái gì ngao tăng tức giận nghiến răng giản bác ngươi chứa chấp bọn chúng là muốn đối đầu với năm nhà ba phải sao giản bác lập tức phủi trách nhiệm ngũ trưởng lão đừng nói bừa đây là nơi của hắn ta ở đây cũng chỉ là khách thôi trước sự thoái thác của giản bác ngao tăng ngoài việc tức giận nghiến răng thì không thể làm gì hơn lữ thiếu khanh bên này rất kỳ lạ ngươi không cần tu luyện sao hàng ngày hễ có chút động tĩnh là ngươi nhảy ra ngươi ít tò mò một chút có chết không tu luyện như chèo thuyền ngược dòng không tiến át lùi ngươi không tu luyện ngươi sẽ trở thành một kẻ vô dụng nghe vậy giản bác đỏ mặt rất không phục đại ca đừng nói ta còn ngươi thì sao thời gian qua ta ít nhiều cũng có tu luyện còn ngươi ta chưa thấy ngươi có dấu hiệu tu luyện hàng ngày nằm ăn uống ngươi còn dám nói ta đúng đúng quản đại nghiêu cũng nhảy ra từ xa gật đầu rất đồng tình ta chưa từng thấy ai lười biếng như ngươi ngươi là người đầu tiên lữ thiếu khanh cười khẽ khinh bỉ hai người thiên tài hiểu không thiên tài không cần tu luyện giản bác la lên đại ca trước đây ngươi đâu có nói vậy đó là đối với người khác ta là thiên tài không cần giản bác và quản đại nghiêu rất muốn chế diễu lữ thiếu khanh nhưng chưa từng thấy hắn tu luyện nhất thời không biết phải nói gì thậm chí trong lòng không khỏi nghi ngờ lẽ nào tên này thật sự không cần tu luyện lữ thiếu khanh lừa được hai người xong quay sang ngao tăng dơ nhẫn chữ vật linh thạch đâu đưa đây nếu không ta sẽ phá hủy nó ngao tăng tức giận nghiến răng sát khí làm đôi mắt hắn đỏ rực như hổ đói hận không thể ăn tươi nuốt sống tiểu tử ngươi muốn đối đầu với ngao ra sao giàn bác bên cạnh cười lạnh ngây thơ nếu chiêu này có tác dụng với lữ thiếu khanh hắn đã không tống tiền ngươi rồi nếu có tác dụng hắn đã không dám đến ngao ra gây sự lữ thiếu khanh không khách khí đe dọa không đưa đúng không ngươi tin không ta sẽ ném nó vào nhà xí trời ạ à, kinh tởm quản đại nghiêu nói với giản bác thấy chưa đáng ghét đúng không giản bác đồng tình gật đầu đáng ghét đến cực điểm ngươi dám ngao tăng hét lên nhưng sau đó phải nhượng bộ 50 triệu viên linh thạch quá nhiều cái gì những thứ trong nhẫn chữ vật của ngươi không đáng giá 50 triệu viên linh thạch lữ thiếu khanh rất thất vọng sau đó thu nhẫn chữ vật lại nói với ngao tăng vậy ngươi đi đi ta không cần linh thạch của ngươi nữa ta sẽ ném nó vào nhà xí ngay bây giờ ngươi muốn thì tự đi mà nhặt khốn kiếp ngao tăng tức giận nhưng bảo hắn giao 50 triệu viên linh thạch hắn rất không cam lòng dù những thứ trong những chữ vật của hắn đáng giá hơn 50 triệu viên linh thạch nhiều lúc này giản bác bên cạnh chen vào ngũ trưởng lão mị gia đã đưa cho hắn 100 triệu viên linh thạch cái gì ngao tăng trợn tròn mắt chuyện này là thế nào gia tộc tự xưng là số một cũng bị tên này chèn ép sao nghĩ đến việc mị gia cũng phải đưa cho lữ thiếu khanh một triệu viên linh thạch ngao tăng bỗng thấy dễ chịu hơn sự bất mãn tan biến lập tức hắn không nói một lời lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho lữ thiếu khanh trả nhẫn chữ vật cho ta lữ thiếu khanh nhận lấy lập tức nở nụ cười thái độ với ngao tăng thay đổi phát ra một tấm thẻ người tốt người tốt nhận lại nhẫn chữ vật của mình ngao tăng kiểm tra một chút không có gì bất thường dấu ấn không bị phá vỡ những thứ bên trong không mất một món ngao tăng thở phào nhẹ nhõm nhìn lữ thiếu khanh giận dữ nói chuyện này ta nhớ kỹ sau này ta sẽ trả đũa không cần sau này ngay bây giờ đi nếu muốn trả ơn thì đưa linh thạch đây quản đại nghiêu và giản bác lại châm chọc tên này cô ý sao còn muốn kích thích ngao tăng sao hắn rốt cuộc có gì tự tin dù có nắm trong tay bốn lệnh bài thể ước thì sao nếu bị đánh lén chết lúc nào không hay ngao tăng cười lạnh sau này đừng để ta gặp lại ngươi nếu không sát ý không che giấu một khi để hắn gặp lữ thiếu khanh đơn độc chắc chắn sẽ ra tay sát hại ngươi đe dọa ta sư huynh ra đây có người đe dọa ta ngao tăng quay đầu bỏ đi hắn không đánh lại kế ngôn sau khi ngao tăng rời đi một giọng nói vang lên tiểu tử ngươi sắp gặp họa lớn rồi một lão giả xuất hiện trước ba người nhìn thấy lão giả này giản bắc và quản đại nghiêu liền hành lễ chào lão sư nông phụ trưởng lão nông người đến chính là nông phụ người từng gây rối ở ngao ra trước đây nghe thấy là nông phụ sắc mặt lữ thiếu khanh không mấy vui vẻ nông phụ xuất hiện không để ý đến biểu cảm không thoải mái của lữ thiếu khanh hắn nhìn lữ thiếu khanh lắc lắc đầu tiểu tử người trẻ tuổi gan lớn như ngươi ta mới gặp lần đầu ngay cả ngao ra ngươi cũng dám tống tiền gan ngươi thật lớn ngươi không sợ bị trả thù sao lữ thiếu khanh thở dài bĩu môi không còn cách nào gan nhỏ thì chết đói gan lớn thì ăn no thời nay kiếm linh thạch không dễ dàng nông phụ lắc đầu dường như không tán thành cách làm của lữ thiếu khanh ngươi đã đến ngao ra gây rối hiện tại còn tống tiền ngao ra họ đã hận ngươi đến thấu xương muốn diệt trừ ngươi cho nhanh ngươi đang ở trong tình huống rất nguy hiểm không phải chứ nhỏ mọn thế sao chỉ là một ít linh thạch thôi mà lữ thiếu khanh ngạc nhiên biểu cảm của hắn khiến nông phụ bối rối không thể nào Tiểu tử này là ngốc sao, chỉ một ít linh thạch, ngươi đã tống tiền họ bao nhiêu linh thạch? Trong lòng ngươi không biết sao, nông phụ bối rối vài hơi thở, hít sâu một hơi, tiếp tục cười, đây không phải là vấn đề linh thạch, mà là vấn đề mặt mũi, ngươi đã đắc tội họ, khiến họ mất mặt, chắc chắn sẽ trả thù. Lữ Thiếu Khanh lại bĩu môi, có chút khinh thường, vậy làm sao đây, phải đi nhận lỗi với họ sao? Ha ha, nông phụ cười ha hả, không để ý đến biểu cảm của Lữ Thiếu Khanh, không cần, như vậy đi, ngươi gia nhập học viện Trung Châu, trở thành học viên của học viện Trung Châu mâu thuẫn giữa ngươi và ngao gia ta sẽ giúp ngươi giải quyết quản đại nghiêu và giản bác sửng sốt sau đó kinh ngạc quản đại nghiêu lớn tiếng tên này thật quá xảo quyệt giản bác gật đầu cảm thấy kinh ngạc sâu sắc quá đáng sợ ngay cả lão sư nông phụ cũng nằm trong tính toán sao thật sự quá đáng sợ lữ thiếu khanh cũng ngớ người ta đã cố gắng hạ mình như vậy mà vẫn bị phát hiện quả nhiên chỗ nào có soái ca cũng đều phát sáng ánh hào quang của soái ca không thể che giấu được lữ thiếu khanh khinh bỉ học viện trung châu có gì hay chứ ai thèm cái gì quản đại Ngưu và giản bác suýt nhảy lên gào thét học viện trung châu là nơi tồi tệ nếu học viện trung châu là nơi tồi tệ thì còn nơi nào trên thế giới này tốt nữa tiểu tử ngươi nói gì nơi nào tồi tệ nông phụ ngạc nhiên không tin vào tai mình lâu nay lần đầu tiên có người nói học viện trung châu là nơi tồi tệ chẳng lẽ tên này không muốn gia nhập học viện trung châu lữ thiếu khanh tiếp tục gia nhập học viện trung châu có ích gì đến lúc đó vẫn bị người ta bắt nạt lão sư cũng chẳng dám ho he gì giản bác hiểu ra liền hỏi nhỏ quản đại ngưu thật sự không có gì với hạ ngữ sao hắn thật sự không có ý với hạ ngữ sao bây giờ còn bực bội vì chuyện này oán khí ngập trời quản đại nghiêu lắc đầu ai mà biết tên này tuy đáng ghét nhưng có một điểm tốt là không quan tâm đến mỹ nữ không động chạm muội muội ngươi theo hắn ngươi phải biết rõ chứ giàn bác gật đầu xác nhận điều đó giàn bác lại đoán có lẽ hắn chỉ có ý với hạ ngữ quản đại nghiêu lắc đầu không có khả năng lớn thà nói hắn có ý với mạnh tiểu còn hơn hay nắm tóc búi của nàng giàn bác nghĩ lại cũng thấy đúng tuyên vân tâm người cũng được coi là tuyệt sắc lữ thiếu khanh cũng không quan tâm ngược lại thường động tay với mạnh tiểu chẳng lẽ hắn thích người nhỏ nhắn đáng yêu giản bắc rất thắc mắc hắn có ác cảm gì lớn với lão sư nông phụ thế không phải vì chuyện của hạ ngữ sao giọng nông phụ vang lên biểu cảm có chút lúng túng lúc đó ta không phải đang bế quan sao chỉ có ngươi bế quan các lão sư khác cũng bế quan sao mẹ kiếp đừng nói với ta trung châu chỉ có một lão sư viện trưởng đâu phó viện trưởng đâu nếu các ngươi ra sớm ngăn cản chuyện này ta có cần phải đắc tội ngao ra không hại ta phải đổi người cứu sư nương ta ngươi đền linh thạch cho ta quản đại nghiêu và giản bác nhịn không nổi cười giản bác cuối cùng cũng hiểu tại sao lữ thiếu khanh lại có ác cảm lớn như vậy không phải vì hạ ngữ mà tức giận mà vì linh thạch linh thạch nông phụ ngứa người tên này trong đầu chỉ toàn nghĩ đến linh thạch sao vớ vẩn lữ thiếu khanh càng nói càng bực càng nhìn nông phụ càng thấy không ưa mẹ kiếp một mình ngao tăng ta vốn có thể đổi 100 triệu viên linh thạch chỉ vì các ngươi không làm gì làm ta mất mấy chục triệu viên linh thạch ta đau lòng chết mất Giản bác và quản đại nghiêu nhìn nhau, im lặng. Chỉ vì thế mà học viện Trung Châu trong mắt hắn trở thành nơi tồi tệ. Người khác cầu xin không được vào học viện Trung Châu, hắn thì không có chút hứng thú. Nông phụ bị nói ngẩn ngơ, một lúc sau mới phản ứng lại. Tiểu tử, ngươi không định gia nhập học viện Trung Châu, nơi tồi tệ, mời ta cũng không đi. Nghe thấy điều này, nông phụ cảm thấy rất khó chịu. Học viện Trung Châu sao? Đây là học viện được xây dựng bởi năm nhà ba phái và nhiều thế lực khác nhau, tập hợp những tài nguyên tu luyện tốt nhất những giáo viên giỏi nhất và những thiên tài xuất sắc nhất từ 13 châu, vậy mà trong miệng ngươi lại là một nơi tồi tệ, ngươi đã từng thấy nơi nào như vậy chưa? Hắn hừ lạnh, tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, ngươi đừng nghĩ rằng có một sư huynh là có thể làm bừa. Tại Trung Châu, sức mạnh của năm nhà ba phái còn đáng sợ hơn ngươi tưởng nhiều, ngươi đắc tội ngao ra, ngoài học viện Trung Châu, không ai có thể bảo vệ ngươi. Dừng lại một chút, nông phụ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt không quan tâm, trong lòng càng không vui, hắn tiếp tục lạnh lùng. Theo ta biết, ngươi còn đắc tội với Mị gia, nếu vậy, ngay cả giản gia cũng không chắc bảo vệ được ngươi lữ thiếu khanh vẫn không quan tâm cái này không cần ngươi lo nơi tồi tệ ai thèm ngươi nông phụ tức đến mặt trắng bệch Giàn bác bên cạnh hỏi quản đại ngưu lão sư nông phụ là trưởng lão của thiên cơ các phải không hắn không đánh chết đại ca chứ quản đại ngưu lắc đầu nhìn nông phụ với ánh mắt thương cảm trưởng lão nông gặp tên này cũng coi như xui xẻo trưởng lão nông tính tình tốt nhưng nếu hắn đánh chết tên này ta cũng không ngạc nhiên Giàn bác đồng ý gặp đại ca ta bị tức đến mất trí là chuyện bình thường Ta cũng mong lão sư nông phụ ra tay với hắn, Giản Bác đến giờ vẫn chưa hiểu rõ thực lực thực sự của Lữ Thiếu Khanh, làm hắn rất tò mò. Dù nông phụ rất tức giận, cũng rất muốn ra tay đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn kìm nén cơn giận, nhớ lại những gì đã nói trước mặt viện trưởng. Nông phụ cảm thấy không phục, "Ta không tin không thể làm gì được ngươi, tiểu tử." Hắn lập tức hỏi, "Tiểu tử, ngươi không muốn vào học viện Trung Châu, vậy sư huynh và sư muội của ngươi thì sao, họ cũng không muốn sao?" Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, nhìn nông phụ như nhìn kẻ ngốc, "Ngươi đi hỏi họ đi, họ muốn hay không là việc của họ." Chẳng lẽ ta không đi thì ngươi không cho họ đi?" Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn như vậy, nông phụ bỗng nhiên nóng đầu, không suy nghĩ mà nói ra, "Đúng vậy, ngươi không vào, họ cũng không được vào." Nơi tồi tệ, ai thèm? Lữ Thiếu Khanh chẳng quan tâm, "Chúng ta không ở học viện Trung Châu, dường như cũng không kém hơn học viện của các ngươi, dám hỏi, học viện các ngươi có ai đã đạt đến hóa thần chưa?" Sắc mặt nông phụ lập tức trở nên khó coi, câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh như một liều thuốc độc, khiến hắn á khẩu. Khi nông phụ không biết phải làm sao, quản đại ngưu lại phá đám, hắn cười gian, nhắc nhở nông phụ trưởng lão nông kế ngôn công tử và tiêu y cô nương đã nói muốn vào học viện trung châu họ ở đây cũng để chờ khai giảng nghe vậy nông phụ lập tức sáng lên tự tin trở lại hắn cười lớn hóa ra là nói khoác sư huynh và sư muội của ngươi đều đang chờ vào học viện trung châu sau đó hắn cố tỏ ra kiêu ngạo vuốt sâu chậm rãi nói hiện tại chỉ còn chưa đến một tháng nữa là khai giảng việc vào lớp bổ sung sẽ khó khăn lữ thiếu khanh không để ý đến nông phụ thân hình lóe lên như một con báo săn lao đến trước mặt quản đại ngưu quản đại ngưu giật mình muốn phản kháng nhưng hắn dù có thực lực cũng không thể chống lại lữ thiếu khanh như một đứa trẻ trước hắn bốp lữ thiếu khanh đá bay quản đại ngưu sau đó đè hắn xuống đất đánh đập cho ngươi nói nhiều cho ngươi nói nhiều lữ thiếu khanh vừa đánh vừa chửi không đánh ngươi một ngày ngươi ngứa ngáy phải không bây giờ kiếm linh thạch dễ sao ngươi không nói chẳng ai nghĩ ngươi cầm quản đại ngưu bị đánh đến kêu la thảm thiết giàn bác lắc đầu bất lực nghe lữ thiếu khanh nói dường như hắn vẫn muốn kiếm chút linh thạch từ nông phụ nông phụ tức giận tiểu tử khốn nạn ngươi muốn làm gì làm gì lữ thiếu khanh buông quản đại ngưu cười hỏi nông phụ có đền bù không không cần mấy chục triệu ba triệu là được rồi đưa ta ba triệu ta sẽ đưa sư huynh và sư muội của ta vào học viện nông phụ trợn trắng mắt ngươi nghĩ đây là gà con sao ngươi cũng phải đi nếu không họ đừng mơ vào học viện trung châu ngươi không đi ta sao có thể giải thích với viện trưởng lữ thiếu khanh lật tay trong tay xuất hiện một tấm thẻ bạc ta muốn hỏi thứ này có tác dụng không giản bác ngạc nhiên đây là bằng chứng nhập học đại ca ngươi lấy đâu ra sau đó giản bác như nhớ ra điều gì chỉ vào lữ thiếu khanh ta nghe người nhà nói người mang bằng chứng nhập học đến trung châu đã bị cướp chẳng lẽ là người không phải ta lữ thiếu khanh lập tức phủ nhận ta sẽ làm chuyện đó sao đại ca ta thấy là ngươi nông phụ không ngờ lữ thiếu khanh có bằng chứng nhập học với tấm thẻ này có thể trở thành học viên của học viện hắn nhanh chóng cười lạnh chỉ một tấm sư huynh và sư muội của ngươi ai dùng còn cái này thì sao lữ thiếu khanh lại lấy ra vài tấm nữa ánh sáng bạc lóa mắt làm nông phụ sững sờ ôi trời giàn bác ngây người như khúc gỗ Quản Đại Ngưu đang kêu đau cũng ngừng lại. Hai người đếm kỹ, một, hai, năm cái, cả hai đều đẫn, năm cái, cướp của ai vậy? Nông phụ cũng ngớ người, hắn đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, trong lòng có một sự cảm rằng nhiệm vụ mà viện trưởng giao phó cho hắn dường như khó hoàn thành. Tiểu tử, ngươi thật sự không muốn vào học viện Trung Châu sao? Nông phụ nghiến răng, thái độ mềm mỏng lại hỏi. Nơi tồi tệ, không muốn. Trừ khi ngươi đưa ta một triệu viên linh thạch, ta sẽ cân nhắc. Nông phụ tin rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự không hứng thú với học viện Trung Châu, hắn chỉ tay vào tấm bằng chứng nhập học trong tay Lữ Thiếu Khanh ngươi không muốn vào học viện tại sao lại cướp để bán chứ sao lữ thiếu khanh trả lời một cách đơn giản nhưng khiến nông phụ giản bắc và quản đại nghiêu muốn ói máu pháp khí cấp 3, tự mang phòng ngự thêm vào đó là bằng chứng nhập học của học viện trung châu có thể miễn thi vào học viện ôi trước đây bán 30 vạn viên linh thạch là quá rẻ bây giờ ở trung châu bán hai ba trăm vạn viên linh thạch là chuyện dễ dàng nông phụ cũng cạn lời hắn thở dài một tiếng cuối cùng hỏi lại tiểu tử ngươi thật sự không muốn lữ thiếu khanh vẫn giữ nguyên câu trả lời nơi tồi tệ ai thèm được rồi nông phụ cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa nhìn nông phụ định rời đi lữ thiếu khanh gọi hắn lại khoan đã có chuyện này muốn bàn với ngươi chuyện gì sắc mặt nông phụ không tốt chỉ muốn rời khỏi đây sớm chuyện của sư huynh ta ngươi đến đây chẳng lẽ chỉ vì ta thôi sao lữ thiếu khanh kỳ lạ dù ta rất đẹp trai nhưng đừng có cứ nhắm vào ta ta không thích thế nông phụ chán đầy vạch đen rất muốn đánh chết lữ thiếu khanh miệng đầy lời vô nghĩa người nhà ngươi thả ngươi ra ngoài không sợ ngươi bị đánh chết sao sư huynh ta muốn vào học viện các ngươi với thực lực của hắn các ngươi không thể để hắn làm học viên bình thường chứ thực lực và cảnh giới của hắn ai dạy được hắn nông phụ dường như hiểu ý lữ thiếu khanh ngươi muốn hắn làm lão sư nông phụ nghĩ rằng lữ thiếu khanh muốn kế ngôn làm lão sư nhưng lữ thiếu khanh lại lắc đầu hắn làm lão sư cái gì hắn làm lão sư chỉ làm hỏng học viên giản bác nói kế ngôn công tử thật sự có tính cách tốt quản đại nghiêu gật đầu đồng tình nếu ta là kế ngôn công tử ta chắc chắn sẽ đánh chết hắn nông phụ bị làm cho dối trí ý ngươi là gì lữ thiếu khanh nói ra yêu cầu của hắn cho sư huynh ta đặc quyền đừng coi hắn như học viên bình thường hắn trong học viện các ngươi muốn làm gì thì làm đặc quyền hắn xứng đáng nếu là người khác nông phụ chắc chắn sẽ tát cho một cái ngươi mặt dày thật nhưng câu cuối của lữ thiếu khanh làm hắn im lặng chưa đến 30 tuổi đã đạt hóa thần tiềm lực vô hạn không đối xử đặc biệt thì không đúng nhưng chuyện này không phải hắn một mình quyết định được cuối cùng hắn nói ta sẽ báo yêu cầu của ngươi cho viện trưởng hóa ra chỉ là kẻ chạy việc ta tưởng ngươi có khả năng gì lớn lắm lữ thiếu khanh nghe vậy khinh thường đối với nông phụ hắn vẫn còn có chút oán giận Nông phụ tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng cuối cùng cũng kìm nén cơn giận mà rời đi. Ôi, nhìn nông phụ rời đi, Lữ Thiếu Khanh tiếc núi thở dài, 3 triệu linh thạch. Trời ạ, à, giàn Bác kêu lên, đại ca, ngươi không định thật sự tống tiền lão sư nông phụ chứ? Biết nói chuyện không, tống tiền gì, hắn nợ ta, Lữ Thiếu Khanh bất bình, lão sư không làm tròn trách nhiệm, học viên không bảo vệ được, nơi tồi tệ. Giàn Bác và quản đại nghiêu không còn lời nào để nói, toàn Trung Châu chỉ có Lữ Thiếu Khanh đánh giá học viện Trung Châu như vậy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu chắp tay sau lưng trở về giữa đường gặp tiêu y từ trong nhảy ra nhị sư huynh bên ngoài có ai đến đôi mắt to của tiêu y lấp lánh rất tò mò tiêu y bây giờ chỉ cần nhìn biểu cảm của nàng là lữ thiếu khanh biết nàng đang nghĩ gì chọc vào đầu nàng hắn mắng cả ngày nghĩ vớ vẩn có thể cho ta chút trong sáng không có thể tập trung hơn không giàn bác đi theo vào đồng tình với tiêu y đại ca ta thấy tiêu muội muội còn chăm chỉ hơn ngươi nhưng tiêu y không cảm kích đáp lại một câu tên nam nhân đê tiện của trung châu giàn bác lập tức rơi nước mắt lữ thiếu khanh nhìn quanh nói với tiêu y theo ta ta dạy ngươi vài chiều tiêu y lập tức mắt sáng lên vội vàng theo sau nhị sư huynh lại có tuyệt chiêu gì mới sao có phải giống chiêu triệu hồi thiên thạch không đại loại vậy tiêu y càng phấn khích nhị sư huynh là gì vậy tên gọi là gì kiếm quyết giết heo kiếm quyết giết heo thật có loại kiếm quyết này sao tiêu y kinh ngạc không thể tin rằng có loại kiếm quyết như vậy còn chưa đến một tháng nữa là đến ngày khai giảng lữ thiếu khanh cảm thấy đã đến lúc rời đi trung châu quá nguy hiểm vẫn là về thiên ngự phong làm một trạch nam an toàn hơn trước khi rời đi hắn phải dạy tiêu y lục tiên kiếm quyết mặc dù ở học viện trung châu có thể có công pháp tốt hơn nhưng dù có tốt hơn cũng không bằng thứ mà hắn có được từ tiểu đệ tử quỷ còn về kế ngôn lữ thiếu khanh không lo lắng chút nào thiên phú của kế ngôn không ai bì kịp thậm chí lữ thiếu khanh cho rằng thiên phú của kế ngôn là mạnh nhất trong 13 châu thậm chí là cả thế giới kiếm quyết mạnh mẽ đến mức không có bạn bè cũng chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ được nên kiếm quyết gì cũng chỉ là ảo ảnh nhanh chóng vài ngày nữa trôi qua tiêu y cũng chỉ mới nắm vững được lục tiên kiếm quyết thiên phú của tiêu y không yếu nhưng cũng phải mất vài ngày mới nắm vững được còn việc vận dụng cần thêm nhiều thời gian hơn điều này cho thấy kiếm quyết mạnh mẽ đến mức nào tiêu y vung vẫy lam thủy kiếm khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi nhị sư huynh thật sự gọi là kiếm quyết giết heo sao chắc lại giống chiêu tiên hỏa cầu thuật bị nhị sư huynh đổi tên dù chưa học hết nhưng tiêu y đã cảm nhận được sức mạnh của lục tiên kiếm quyết đúng là kiếm quyết giết heo nếu người thấy không hay có thể đổi gọi là kiếm quyết giết chó, giết mèo đều được, được rồi, tự ngươi lĩnh ngộ, không học được, đến lúc đó đừng nói là ta dạy, ta không gánh nổi cái mặt này. Sau khi đuổi Tiêu Y đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, tiến vào trong chiếc nhẫn, mặc dù này nỉ đủ kiểu, tiểu đệ tử quỷ không có phản ứng gì, Lữ Thiếu Khanh đành phải lấy ra linh thạch với vẻ mặt đau khổ. Hắn bắt đầu tu luyện trong 10 năm, 10 năm tương đương với 600 vạn viên linh thạch, nhìn Lư Hương dễ dàng nuốt chừng linh thạch mà không để lại một chút gì, Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến rơi nước mắt, thật sự nghĩ rằng linh thạch dễ kiếm sao, không đúng linh thạch với ta khó kiếm, còn với ngươi dễ kiếm không chịu nổi, đồ khốn." Lữ Thiếu Khanh tức giận đập một cái lên bàn, sau đó mới ngồi xuống, hắn ngồi xếp bằng, lẩm bẩm, "10 năm xem có thể đột phá một cảnh giới không?" Sau đó từ từ nhắm mắt, bước vào trạng thái thiền định. Khi Lữ Thiếu Khanh chìm đắm trong tu luyện, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện, đứng trên quan tài. So với trước đây nàng trở nên chân thực hơn, có thêm khí chất nhân gian, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói so với trước đây có thêm vài phần tình cảm, tựa như tiếng hát thiên thần dù là một tiểu tử hỗn đản nhưng không làm ta thất vọng sau đó nàng vung tay linh khí xung quanh như có sinh mệnh tụ tập lại xung quanh lữ thiếu khanh bao bọc hắn trong đó chìm đắm trong tu luyện lữ thiếu khanh cảm thấy thoải mái nét mặt thư giãn trong trạng thái này hắn như được trợ giúp thần kỳ tựa như mọi việc bỗng nhiên trở nên rõ ràng các trở ngại trong tu luyện lần lượt bị phá vỡ linh cảm không ngừng dâng trào linh khí trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn cảnh giới tăng vọt thời gian trôi qua lữ thiếu khanh từ từ mở mắt hắn kiểm tra lại thành quả tu luyện của mình lập tức cười to đắc ý ha ha thiên tài soái ca nói chính là ta 10 năm không biết từ lúc nào đã đột phá từ hóa thần sơ kỳ tầng 3 và còn gần đến tầng 4 nếu tiếp tục với tốc độ này chỉ cần thêm một hai năm chắc chắn có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ tầng 4 lữ thiếu khanh thở dài ôi ước mơ của ta chỉ là nằm trên đống linh thạch ngủ một giấc tu luyện không phải nguyện vọng của ta nghĩ đến việc làm một trạch nam mỗi ngày sống một cuộc sống nhàn nhã bị buộc phải hành động thật là bi thảm lắc đầu lữ thiếu khanh đứng dậy đập một cái lên bàn giơ ngón giữa về phía quan tài đồ keo kiệt sau đó lững thững rời đi bóng dáng lại xuất hiện một cơn giận dữ tràn ngập nơi này tiểu tử hỗn đản ngươi đợi đó sau khi rời đi lữ thiếu khanh thân ảnh lóe lên đến chỗ kế ngôn kế ngôn ngồi xếp bằng trên cây nhắm mắt tu luyện trên vai hắn vô khâu bắt trước mím môi học theo kế ngôn ngồi thiền dưới gốc cây tiểu bạch đang cầm một miếng ngọc giản áp lên chán tiểu bạch sau khi bị lữ thiếu khanh ép học trận pháp ban đầu rất chống đối sau một thời gian nó cũng quen dần khi rảnh rỗi nó lấy ngọc giản của lữ thiếu khanh để học trận pháp sau khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn lấy ra Mặc Quân kiếm, Mặc Quân nhảy ra, gọi một tiếng với Vô Khâu, hai thanh kiếm lập tức biến mất, không biết chạy đi đâu. Kế Ngôn mở mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt hỏi, "Chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi." Lữ Thiếu Khanh uể oải trả lời, "Nơi này quá nhàm chán, cũng quá nguy hiểm." "Được." Kế Ngôn gật đầu, không nói thêm gì, sau đó, hắn hỏi, "Khi nào?" "Vài ngày nữa thôi." Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn uể oải, "Có cần nhắn gì không?" "Không cần, tùy ngươi." sau đó cả hai không nói gì nữa, làm tiêu y bên cạnh chuẩn bị xem kịch cảm thấy khó chịu vô cùng. Ta biết các ngươi tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp, nhưng các ngươi không nên quên ta đang ở đây. Tiêu y cuối cùng không nhịn được, hỏi đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nói gì vậy? Ngốc, vài ngày nữa ta sẽ về Tề Châu. Á, à, tiêu y kinh ngạc, nhị sư huynh, huynh thật sự muốn về sao? Không ở lại học viện với bọn ta sao? Tiêu y cảm thấy mất mát trong lòng, lại phải chia tay nữa sao? Lữ thiếu khanh thấy vậy, búng nhẹ vào chán nàng, ta về để làm trạch nam các ngươi ở lại đây làm học viên giỏi của các ngươi mọi người đều nói học viện trung châu rất tuyệt vời nếu ngươi không học được gì ở đây về ta sẽ đánh chết ngươi nói xong hắn chắp tay sau lưng rời đi tiêu y còn nhiều điều muốn nói nhưng không kịp lữ thiếu khanh đã biến mất nhìn bóng dáng lữ thiếu khanh rời đi tiêu y cảm thấy càng thêm mất mát một nỗi buồn tràn ngập trong lòng nàng nhìn về phía kế ngôn mắt hơi đỏ đại sư huynh nhị sư huynh thật sự không đến học viện trung châu sao kế ngôn lạnh nhạt nói đó là lựa chọn của hắn nghe vậy tiêu y càng lo lắng hơn xoa xoa đầu mình nhưng nhị sư huynh không đến huynh ấy có bị tụt hậu không dù là phương hiểu giả tôn hay tuyên vân tâm sau khi đến đây họ đều tiến bộ nhanh chóng tiêu y lo lắng rằng nhị sư huynh của nàng sẽ tụt hậu nếu ở nhà làm trạch nam mặc dù sẽ rất thoải mái nhưng sẽ bị tụt lại và vượt qua nghe vậy kế ngôn không khỏi mỉm cười nhẹ học viện trung châu không có nhiều tác dụng với hắn hắn nói với tiêu y hắn có suy nghĩ riêng của mình ở đây ngươi phải nghiêm túc hắn đã về rồi đến lượt ta giám sát ngươi nghe vậy sắc mặt tiêu y lập tức tái nhợt những ký ức khi mới nhập môn theo đại sư huynh tu luyện hiện lên, Tiêu Y cảm thấy đau đầu, lần này thì xong rồi, so với đại sư huynh, nhị sư huynh dù có đánh người nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều, Tiêu Y đã thấy trước tương lai đau khổ của mình. Vì vậy, nàng càng muốn Lữ Thiếu Khanh ở lại, nàng nói thêm, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng có thể không về, ở lại đây với chúng ta mà. Ban đầu muốn Lữ Thiếu Khanh ở lại vì lo cho hắn, bây giờ lại muốn hắn ở lại vì lợi ích của bản thân, được nhị sư huynh giám sát vẫn tốt hơn nhiều so với đại sư huynh. Kế Ngôn đột nhiên nói, ngươi còn nhớ thân phận của ngươi không? Tiêu Y nghi hoặc Thân phận của ta là tiểu thư của Tiêu gia, đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái. Ra ngoài lâu như vậy, Thiên Ngự Phong không có ai, phải có người về xem tình hình. Tiêu Y lập tức hiểu ra, tất cả đều ra ngoài, sư phụ cũng đang ở yêu giới chưa về, Thiên Ngự Phong là một trong năm đỉnh của Linh Tiêu phái, hưởng đặc quyền của môn phái, cũng phải chịu trách nhiệm với môn phái, bốn thầy trò của Thiên Ngự Phong đều ra ngoài, lâu như vậy, phải về xem tình hình. Như nhị sư huynh nói, ra ngoài lâu như vậy, nếu không về, trưởng môn sẽ nghi ngờ họ phản bội. Lữ Thiếu Khanh quyết định rời đi, nhưng trước khi đi hắn còn phải làm một số việc về đến nơi ở của mình lữ thiếu khanh nhìn quanh một vòng khu vườn nhỏ trông rất yên tĩnh và thanh bình sau đó lữ thiếu khanh lật tay một đồng lớn vật liệu xuất hiện tỏa sáng trên không luyện chế hư không hoặc hòa tan hoặc ngưng tụ thành hình theo ý muốn của lữ thiếu khanh cuối cùng chìm vào mặt đất sau đó hắn dùng hai ngón tay vẽ những đường kẻ hư không như kim chỉ rơi xuống mặt đất ánh sáng lóe lên rồi biến mất từ tây châu đến trung châu khoảng cách không chỉ hàng tỷ dặm dù là lữ thiếu khanh với trình độ trận pháp cao cũng mất gần một ngày để hoàn thành sau khi hoàn tất lữ thiếu khanh phủi tay hài lòng nói về môn phái bố trí thêm một cái nữa là được đến trung châu chỉ là chuyện trong phút chốc sau khi nghỉ ngơi một chút hắn lại chạy đến chỗ kế ngôn tiêu y đã dự đoán trước tương lai của mình ngồi thiền bên cạnh kế ngôn thấy lữ thiếu khanh quay lại liền vui mừng chẳng lẽ nhị sư huynh đổi ý sao chưa kịp hỏi lữ thiếu khanh đã mở miệng nói với kế ngôn di chuyển chỗ ngồi của ngươi ta làm chút việc làm gì bố trí chuyển tống trận sau này có chuyện gì có thể từ đây mà chạy trốn lại thêm một ngày bận rộn, một truyền tống trận được bố trí xong, Lữ Thiếu Khanh phủi tay, sau đó ném hai tấm lệnh bài cho Kế Ngôn và Tiêu Y, nói với họ: "Đây là một trong những đường lui, ta cũng có một cái ở chỗ ta, bây giờ chưa dùng được, đợi ta về bố trí xong ở môn phái thì dùng được." Sau đó nghiêm túc nhìn Tiêu Y: "Ngươi phải giữ kín, trừ khi bất đắc dĩ, ngươi dám tiết lộ." Kế Ngôn lạnh nhạt bổ sung: "Nếu nàng dám tiết lộ, ta sẽ đánh chết nàng." Tiêu Y lập tức mím môi, lại đến thời gian bị hành hạ của ta rồi, ta cũng rất đáng tin cậy được không? Nhưng Tiêu Y không còn cách nào Ai bảo nàng là tiểu sư muội? Tiêu Y chỉ có thể đảm bảo một cách tội nghiệp. Nhị sư huynh, huynh yên tâm, ta tuyệt đối không tiết lộ. Nhưng Tiêu Y nhanh chóng nghĩ ra một khả năng, mắt nàng sáng lên, hỏi lữ thiếu khanh, nhị sư huynh, huynh có thể dễ dàng đến trung châu sao? Vớ vẩn. Tiêu Y vui vẻ xoa đầu đại bạch, hào hứng nói, đến lúc đó nhị sư huynh huynh trở lại nhiều hơn. À, trở lại cái gì? Lữ thiếu khanh không khách khí ngắt lời nàng, ta rảnh rỗi đến thế sao mà trở lại? Ta ở thiên ngự phong nằm không phải thơm hơn sao? Tiêu Y lập tức dụ mặt, ơ, ờ, đại ca ngươi đang nói gì ta nghe thấy thì ngự phong giản bác lên tiếng nhị sư huynh gã đàn ông lẳng lơ này lúc nào cũng bám theo ngươi chỉ cần không thấy ngươi một hai ngày là hắn lại chạy đến tìm ngươi ngay sư huynh cẩn thận ta chỉ sợ tên này có khuynh hướng không bình thường giản bác thường xuyên tìm lữ thiếu khanh một phần vì tò mò về hắn một phần để giám sát ngao ra mị ra đều đã bị hắn làm thiệt hại gan dạ thông minh như cáo sức mạnh như được bao phủ bởi sương mù không rõ ràng điều này khiến giản bác cảm thấy rất đáng sợ giản bác cần phải giám sát kỹ lữ thiếu khanh để tránh hắn gây rắc rối lớn cho giản gia hôm nay hắn bất ngờ phát hiện ra linh khí ở hướng của kế ngôn dao động mạnh ánh sáng lập lòe trên không liền vội vàng chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra vừa đến đã nghe thấy lời của tiêu y bốp hắn suýt nữa thì đâm vào một cái cây bên cạnh hắn nhảy dựng lên hét lớn ta không thích đàn ông tiêu y hừ lạnh ta nghi ngờ ngươi thèm thuồng sắc đẹp của nhị sư huynh nhị sư huynh của ta đẹp đấy nhưng không phải của ngươi ngươi mà có ý định với nhị sư huynh của ta ngươi không giữ được mạng đâu lữ thiếu khanh lườm tiêu y biết nói chuyện không sắc đẹp gì đây gọi là phong độ rồi cảnh giác nhìn giản bắc ta bình thường ngươi muốn giải tỏa thì tự làm hoặc tìm chỗ ăn nhanh cũng được giản bắc muốn ói máu cảm thấy mình oan ức chết đi được đại ca ta cũng không hứng thú với ngươi ta chỉ sợ ngươi gây rối thôi đại ca các ngươi cả đêm không ngủ à ở đây bận gì thế nhìn xung quanh hắn thử hỏi vừa nói thiên ngự phong phải không lữ thiếu khanh không giấu dếm đúng ta chuẩn bị đi rồi giản bác cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng lại hỏi thật không hắn ước gì lữ thiếu khanh đi ngay bây giờ nhìn thấy lữ thiếu khanh gật đầu giản Bắc suýt nữa hát lên một bài sao ta thấy ngươi có vẻ rất vui ta làm ngươi chán ghét vậy sao lữ thiếu khanh nhìn giản bác với ánh mắt không vui giản bác vội bấm một cái vào tay mình đeo mặt nạ đau khổ đại ca làm gì có ta không muốn xa ngươi lúc này quản đại nghiêu cũng đến ta vừa đi tìm ngươi mà không thấy các ngươi đến tìm kế ngôn làm gì đại ca nói hắn muốn về tề châu thật à Quản Đại nghiêu lập tức vui mừng, không thể kiềm chế, bụt miệng. Chuyện lớn đối với chúng ta là tin vui lớn, thật đáng mừng. Nhưng lời của Quản Đại Ngưu chưa nói hết, đã cảm thấy có bóng đen lướt qua trước mắt, kinh hoàng, muốn phòng bị nhưng không kịp. Một cú đá quen thuộc, một cách đánh quen thuộc, lại một lần nữa bị đánh ngã. Ôi, ta sắp đi rồi, ngươi rất vui phải không? Còn nói đáng mừng, muốn đặt vài bàn tiệc chúc mừng không? Mẹ kiếp, mấy ngày không đánh ngươi, ngươi lại ngứa ra rồi. Đúng vậy, ta sắp đi rồi, nhưng không ngăn cản ta trước khi đi xử lý ngươi, đồ béo còn có con chim chết tiệt về bảo cha người đợi đó nhìn quản đại ngưu bị đánh kêu la giản bác không nỡ nhìn cảm thấy thương hại tặc tặc may quá may mà ta kiềm chế niềm vui trong lòng tên béo này vui thì vui sao phải nói ra nhưng miệng tên béo này thật lợi hại ngay cả ta cũng phải đề phòng sau khi xử lý quản đại ngưu lữ thiếu khanh cảm thấy sảng khoái thoải mái quả nhiên ngủ ăn đậu linh đánh người béo là thoải mái nhất sau khi xử lý quản đại ngưu hắn nhìn quản đại ngưu đang đứng dậy sao không phục à Quản đại ngưu cắn răng, mặt mũi bầm tím, không dám nói gì, nhưng thần sắc là tuyệt đối không phục. "Thôi, ngươi không phục cũng không sao, vài ngày nữa ta đi rồi." Quản đại ngưu trong lòng tức giận, "Ngươi mau đi đi." Sau một thời gian, khi chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là khai giảng, Lữ Thiếu Khanh chào kế ngôn, Tiêu Y và An Thiên Nhạn, rồi rời đi một cách tiêu sái. Khi Quản đại ngưu và Giản Bác phát hiện, Lữ Thiếu Khanh đã đi được mấy ngày rồi, "Đại ca, ngươi đi lúc nào vậy, đi mà không nói một tiếng, không ngờ ngươi lại như vậy, đại ca, đi cũng không chào một tiếng, thật đau lòng." Tiêu Y hừ lạnh, nhị sư huynh còn không nói với Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi là cái thá gì? Nhị sư huynh nói, để tránh các ngươi tiết lộ hành tung của hắn, hắn phải lặng lẽ rời đi, để không bị các ngươi hại. Giản Bác kêu oan, đại ca, lời này làm tổn thương lòng ta, và lại chúng ta không nói, người khác chẳng lẽ không biết sao? Quản Đại Nghiêu dùng thiên cơ bài liên lạc với môn phái, phát hiện mẹ kiếp tên đó không hề giấu giếm hành tung, mà ngược lại còn công khai ngồi thuyền bay rời khỏi Nhữ Thành, nhiều người đã thấy hắn, thiên cơ các nhận được nhiều thông tin báo về. Giản Bác thắc mắc, làm vậy không có chút bí mật nào đại ca định làm gì nếu muốn lặng lẽ rời đi nhưng lại công khai không giấu dếm ngồi thuyền rời đi chẳng phải rõ ràng báo cho người khác biết hắn rời đi sao muốn rời đi ngôi truyền tống trận không tốt hơn sao tiêu y bên cạnh khẽ nói ngôi truyền tống trận linh thạch phí rất đắt giản bác không muốn tiếp tục tranh luận nữa thật là keo kiệt đến vô song quản đại nghiêu thở dài từ nay các từ như keo kiệt bùn xỉn chẳng có một xu lẻ có thể dùng để mô tả hắn giản bác gật đầu tán đồng rồi hắn nhắc nhở kế ngôn kế ngôn công tử hắn đang gặp nguy hiểm đi công khai như vậy lại bị người ta báo cáo năm nhà ba phái sẽ biết ngay lập tức kế ngôn không quan tâm lạnh nhạt nói hắn tự có tính toán tiêu y cũng cười hì hì đùa à nhị sư huynh của ta mà muốn không để ai biết với thủ đoạn của huynh ấy ai mà phát hiện nổi nhị sư huynh chắc chắn là muốn kiếm thêm một khoản rồi mới đi nhìn phản ứng của kế ngôn và tiêu y giản bác ngạc nhiên tin tưởng đến vậy sao dù có bị truy sát cũng có thể dựa vào sức mạnh của mình để giải quyết hiểu ra rồi giàn bắc ra hiệu cho quản đại ngưu sau khi rời đi giàn bắc nói với quản đại ngưu đi tìm xem gã đó đang ở đâu chúng ta sẽ đến xem sao vậy quản đại ngưu nghi ngờ giàn bắc giải thích ngươi không muốn biết thực lực của gã đó sao đây chính là cơ hội ôi trời quản đại ngưu lập tức hiểu ra mắt trợn tròn ý ngươi là có người sẽ truy sát hắn rồi chúng ta đi theo xem vậy có thể biết được thực lực của hắn giàn bắc gật đầu đúng vậy nếu cần thiết cũng có thể bảo vệ hắn một mạng quản đại nghiêu nhếch môi không vui thôi hắn bị đánh chết cũng chẳng liên quan đến ta dù nói vậy nhưng hắn vẫn đi tìm hiểu về hành tung của lữ thiếu khanh rất nhanh họ biết được hành tung của lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh thực sự không che giấu hành tung ngồi thuyền bay sau đó gia nhập một đoàn thương nhân cùng họ đi về phía đông giản bác không còn gì để nói đây là tự tìm cái chết à quản đại nghiêu cũng lắc đầu không quan tâm hắn chúng ta cứ đuổi theo đến lúc đó xem xét tình hình lúc này ngao lương bất ngờ xuất hiện gặp hai vị công tử ngao lương cười tươi trông như vừa gặp chuyện đại hỷ hắn tiếp tục nói ta theo lệnh của đại ca đến gửi thiệp mời thiệp mời giản bác thắc mắc ngao đức tìm được cô nàng hợp ý để cưới rồi sao không phải ngao lương cười càng tươi sắp đến ngày khai giảng đại ca muốn tổ chức một buổi gặp gỡ mong mọi người cùng tụ họp à đúng rồi lần này còn mời cả kế ngôn công tử và tiêu y cô nương nghe vậy giản bác biến sắc xem ra ngao ra đã biết hành tung của lữ thiếu khanh thậm chí đã phái người xuất phát rồi cái gọi là buổi gặp gỡ chẳng qua là một buổi yến tiệc hồng môn mời kế ngôn công tử các ngươi không sợ hắn sẽ dạy dỗ các ngươi sao quản đại nghiêu hừ một tiếng kế ngôn công tử không phải dễ chọc ngao lương cười khẽ chỉ là một buổi gặp gỡ thông thường sao kế ngôn công tử lại động thủ tiêu y bất ngờ xuất hiện nàng nhìn ngao lương từ đầu đến chân ngươi đến đây làm gì ngao lương cười đến đưa thiệp mời nghe nói hai người đã được đặt cách vào học viện đại ca ta là sư huynh đương nhiên phải chúc mừng hai người tiêu y đảo mắt một vòng các ngươi đã phái người đi đối phó với nhị sư huynh của ta rồi à không có chuyện đó chúng ta tuyệt đối không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy buổi gặp gỡ ngươi dám đến không đi chứ có gì mà không dám tiêu y đáp ngay lập tức chỉ là một buổi gặp gỡ nhỏ có gì mà không đi tiêu y không hề quan tâm nàng đoán được ngao đức đang tính toán gì đúng lúc nàng cũng muốn xem biểu cảm của họ khi đó sẽ như thế nào hừ muốn tính kế nhị sư huynh của ta phải bị điên mới làm thế tốt mong ngươi đừng vắng mặt đến lúc đó gặp giản bác tò mò tiêu muội muội ngươi không lo lắng sao lo lắng chứ tiêu y vỗ ngực nói lo lắng đến chết giản bác đảo mắt diễn xuất thật tệ đi thôi quản đại nghiêu không muốn xem tiếp nữa hắn gọi giản bác hai người nhanh chóng rời đi ở phía ngao ra ngao đức biết tiêu y đã nhận thiệp mời và đồng ý đến liền cười lạnh tốt lắm đến lúc đó khi tin tức cái chết của hắn truyền về ta muốn xem biểu cảm của bọn họ sẽ ra sao ngao thương bên cạnh cũng đắc ý cười tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đích thân xuất mã lần này hắn chết chắc rồi hai vị trưởng lão hóa thần kỳ kể cả kế ngôn cũng chết chắc ngao đức cười lạnh Tốt nhất là kế ngôn cũng đi, hừ, dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể địch nổi hai trưởng lão liên thủ. Ngao Thương nói thêm, đối phó với tên đó, thực ra chỉ cần Ngũ trưởng lão là đủ, không cần Tam trưởng lão xuất động. Ngươi biết cái gì, Ngao Đức Quát, sư tử bắt thỏ, phải dùng toàn lực, chúng ta không ra tay thì thôi, đã ra tay phải nhất kích tất sát, không để lại bất kỳ sơ hở nào, hừ, hắn phải chết, những ngày tới, để ngươi giả làm Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão xuất hiện nhiều lần. Lữ Thiếu Khanh nằm trên cột buồm của một chiếc thuyền, chân vắt chéo, mắt nheo lại, rất thành thời tiểu hắc đứng trên vai hắn cũng nhắm mắt lại một người một thú có vẻ ngủ rất thoải mái sau khi rời khỏi nhữ thành lữ thiếu khanh đã gia nhập một đoàn thương nhân nhỏ đội thương nhân nhỏ chỉ có 9 người người mạnh nhất trong đội là đội trưởng cũng chỉ mới là kết đan tầng 2, họ đều là tán tu không có hậu thuẫn lớn chỉ có thể dựa vào bản thân vật lộn ở tầng đáy lữ thiếu khanh cũng dùng chút mưu mẹo để được đi ké tiết kiệm một khoản linh thạch rất hài lòng lữ thiếu khanh đi thuyền miễn phí vừa lên thuyền liền nằm trên cột buồng lười biếng tắm nắng không để ý đến người khác điều này khiến các thành viên trong đội rất không hài lòng. Hắn là ai vậy? Thật là kiêu ngạo, là người mà đội trưởng mang về, không lẽ là con riêng của đội trưởng? Không biết chừng, đội trưởng tiêu hết linh thạch vào mấy người phụ nữ, không kiểm soát nổi, thế là trùng phóc. Khốn kiếp, ai dám nói bậy bạ, ta sẽ nát miệng các ngươi, một tiếng quát lớn, đội trưởng Du Tế xuất hiện. Du Tế là một người đàn ông trung niên đầy dâu, thực ra tuổi chưa đến 30, để dâu để tỏ vẻ trưởng thành hơn. Đội trưởng, hắn là ai? Một giọng nói vang lên sau lưng Du Tế một người đàn ông tay cầm thanh đao dài tiến đến bên cạnh du tế nhìn lữ thiếu khanh trên cột buồng mặt đầy sắc khí ta chỉ biết hắn tên là mục vĩnh còn lại thì không biết gì cả đội trưởng ngươi không biết hắn là ai tại sao lại mang lên thuyền tiếp đó một giọng nói khác vang lên là giọng của một cô gái một thiếu nữ tiến đến bên cạnh tò mò nhìn lữ thiếu khanh hai huynh muội lục hắc đứng bên cạnh du tế du tế lại là người thấp nhất trong ba người người đàn ông là người mạnh thứ hai trong đội lục hắc cô nàng là muội muội của lục hắc Lục Vô Song, là cô nàng duy nhất trong đội và cũng là người nhỏ tuổi nhất. Khụ khụ, không thể nói ra việc đánh cược thua, bị ép cho người đi ké, Du Tế ho khan hai tiếng, nói, "Thấy hắn một mình thật tội nghiệp." Thu bao nhiêu tiền tàu?" Lục Vô Song tò mò hỏi. Khụ khụ, Du Tế lại ho khan vài tiếng, trong tiếng ho khan mang theo chút lúng túng, "Miễn phí." Nghe xong, Lục Vô Song nghi ngờ, "Đội trưởng, điều này không giống ngươi lắm, trước đây ngươi cũng mang người, nhưng lần nào cũng thu hết linh thạch của họ." Lục Hắc cũng đồng tình với lời của muội muội, "Có điều gì không đúng." có gì không đúng du tế nói không vui tránh ra tránh ra làm việc của các ngươi đi du tế không muốn ở lại đây chạy ra đuôi tàu lục vô xong rõ ràng rất tò mò về lữ thiếu khanh có lẽ tò mò là bản tính của phụ nữ nàng nhìn lữ thiếu khanh trên cột buồng thì thầm nhìn thì có vẻ không khác gì ta nhưng có vẻ như sức mạnh của hắn hơi yếu lục hắc cầm đao dài khẽ khinh bỉ tiểu muội thiên phú của ngươi không có mấy người bì kịp đợi thêm vài năm tích đủ linh thạch ta sẽ cho ngươi vào học viện trung châu làm một học trò dự thính lục phô xong lắc đầu không tán đồng lắm với đề nghị này học cho dự tính quá đắt linh thạch để ta dùng hết còn huynh thì sao chỉ khi huynh mạnh lên chúng ta mới có cơ hội báo thù nhắc đến việc báo thù mắt lục hắc lóe lên ánh hận thù chúng ta nhất định sẽ báo thù ôn chết đi được nói chuyện không thể nói chỗ khác sao lúc này tiếng của lữ thiếu khanh từ trên vọng xuống lục hắc nghe vậy giận dữ suýt chút nữa rút đao chém lữ thiếu khanh xuống đi thuyền miễn phí mà còn kiêu ngạo như vậy lục phô xong gọi lên cột buồng này ngươi đến tiêu thành làm gì lữ thiếu khanh lười trả lời Lơ đi lục vô xong, hai ra ngoài nói ít một chút cũng có thể tránh được sắc rối lục hắc thấy lữ thiếu khanh phớt lờ muội muội mình muốn rút đao chém hắn xuống đồ vô lễ dám đối xử với muội muội mình như vậy tìm chết đi chỗ khác đừng làm phiền ta đáng giận lục hắc muốn rút đao nhưng lục vô xong kéo lại ca ca đừng tức giận đột nhiên có tiếng la lớn từ mũi thuyền sắp đến đỉnh tinh sơn rồi đỉnh tinh sơn lữ thiếu khanh nhắm mắt cảm nhận được mọi người trên thuyền đều rõ ràng căng thẳng lên thần thức quét qua cách đây hai ba ngàn dặm có một ngọn núi cao ba, 400 mét, sau khi quét một lượt, hắn tỏ vẻ khinh thường, khẽ nhếch môi, cơ thể càng thả lỏng hơn, một nguyên anh nhỏ nhỏ, có cần phải căng thẳng đến vậy không? Nhưng nghĩ lại, nguyên anh không đáng kể gì với hắn, nhưng đối với đoàn thương nhân của Du Tế thì vẫn là rất mạnh. Lúc này giọng của Du Tế vang lên, mọi người đừng căng thẳng, cứ làm như bình thường thôi. Lục Vô xong thì thầm, lần nào cũng phải nộp 10 vạn linh thạch, lần nào cũng là một khoản tổn thất lớn. Du Tế quát nhẹ, đừng nói nhiều, cẩn thận bị nghe thấy. Lục Hắc cũng lắc đầu với muội muội, gia hiệu không nên nói những lời này. Nhanh chóng, họ đã đến chân đỉnh Tinh Sơn, ở đây đã có người chờ sẵn, như quan sai chặn đường, đứng nghênh ngang trên đường, không sợ thuyền bay trực tiếp lao qua đầu. Du tế lập tức xuống thương lượng, nhưng một lát sâu, mặt hắn tái nhợt trở lại. "Đội trưởng, thế nào rồi? Phí qua đường tăng lên?" Mặt Du tế nhợt nhạt, cơ thể hơi run rẩy, trong lòng đã tràn đầy lửa giận, bây giờ họ đòi 50 vạn linh thạch. Lục Hắc cũng đầy giận dữ, "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chuyến này chúng ta cũng chỉ kiếm được năm 60 vạn." "Đúng vậy, đưa cho họ" chúng ta những ngày này coi như làm không công rồi, không đưa, không thể đưa, đúng, không thể đưa cho họ, mọi người bàn tán, kiên quyết không đồng ý nộp phí qua đường này. Đi đường vòng thôi, cuối cùng du tế quyết định, mặc dù đường sẽ xa hơn, thời gian lâu hơn, thu nhập cũng giảm một nửa, nhưng ít ra sẽ không lỗ nặng. Du tế lập tức cho người quay đầu thuyền, chuẩn bị đi đường vòng, nhưng người của đỉnh Tinh Sơn lại không cho phép, một thanh niên dẫn theo hai người bước xuống một chiếc thuyền nhẹ bay đến, muốn đi cũng được, nhưng phải nộp cho chúng ta 50 vạn linh thạch. Cái gì? Du tế và những người khác suýt nổ tung, ta đã không đi qua chỗ các người rồi, lại còn đòi linh thạch, thật là khinh người quá đáng. Hắn cố nén giận, cúi người hỏi, xin hỏi danh tính công tử. Ha ha, thanh niên cười khinh bỉ, người bên cạnh hắn hét lớn, nghe đây, đây là đệ tử thân truyền của tân hồng thượng nhân, chu giật tu công tử. du tế và những người khác lại biến sắc, tân hồng thượng nhân, không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết hắn là một nguyên anh, chiếm giữ đỉnh tinh sơn, thu phí qua đường. chu giật tu thấy du tế và những người khác lộ vẻ sợ hãi, cười càng đắc ý, càng khinh thường, cảm giác cao cao tại thượng này. Thật là tuyệt, sư phụ ta sắp đột phá rồi, một khi đột phá, hắn sẽ là nguyên anh trung kỳ. Du tế nghiến răng, "Chu công tử, ngươi xem, chúng ta đã không định đi qua đây, nhưng để chúc mừng thượng nhân sắp đột phá, chúng ta nguyện nộp 10 vạn linh thạch làm quà mừng, được không?" Nhưng Chu giật Tu không hài lòng, không định thông cảm cho nỗi khổ của tu sĩ tầng đáy, 50 vạn linh thạch không thiếu một viên. Lục Vô xong cố nén giận, "Ngươi khinh người quá đáng, chúng ta chuyến này không kiếm được bao nhiêu linh thạch, chỉ là một đội thương nhân nhỏ." "Đội thương nhân nhỏ?" Chu Giật Tu lắc đầu, nhìn Lục Vô xong là phụ nữ hắn không ngại nói thêm vài câu đội thương nhân nhỏ đương nhiên không cần nộp nhiều như vậy nhưng các ngươi có hơn 10 người vừa đủ số đội thương nhân 10 người trong mắt chúng ta là đội thương nhân trung bình đội thương nhân trung bình phí qua đường là 50 vạn linh thạch cái gì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lữ thiếu khanh đang nằm ngủ trên cột buồm không động đậy du tế bất đắc dĩ các ngươi nghĩ ta muốn sao hắn chỉ có thể nói với chu giật tu chu công tử hắn là hành khách của chúng ta không phải người trong đội thương nhân ngươi xem có thể thông cảm không chu giật tu phất tay cười nói có thể các ngươi để hắn xuống, ta chỉ thu của các ngươi 10 vạn linh thạch. Du Tế lắc đầu, hắn là hành khách của chúng ta, ta không thể để hắn xuống. Lục Phô song cũng ủng hộ, đúng, đã lên thuyền, mọi người là đồng đội, chúng ta không thể bỏ rơi đồng đội. Được thôi, 50 vạn linh thạch mang ra, Chu giật Tu lười biếng, đưa ra tối hậu thư, không thì, đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần 50 vạn linh thạch, cũng đòi học người ta cướp bóc, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Mọi người ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, ngáp một cái, vỗ miệng, trông như vừa mới tỉnh ngủ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu giật tu mặt tái đi, trong lòng dâng lên mấy phần sát ý. Du tế vội vàng ra hiệu cho Lữ Thiếu Khanh đừng nói nữa. Ta nói, chỉ mở miệng đòi 50 vạn linh thạch, cũng học người ta chặn đường cướp bóc. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồng, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống Chu giật tu. Loại khinh thường này khiến Chu giật tu lập tức nổi giận, thật không thể nhịn được, ngươi tìm chết, sát ý của Chu giật tu tăng vọt, mọi người đều cảm nhận được sát ý của hắn. Du tế thở dài, tự vỗ chán, than thở, đồ ngốc này, không biết trời cao đất dày ta rốt cuộc đã làm gì để gặp phải chuyện này lục hắc cũng bực bội hại chết chúng ta rồi du tế muốn khóc mà không được ta cũng không muốn đâu lục hắc cầm lấy thanh đao trong ngực chuẩn bị rút đao chuẩn bị chiến đấu đi du tế lập tức ngăn hắn lại chờ xem đã lục vô song lại ngưỡng mộ thật dũng cảm lục hắc nhíu mày không vui nói đây là hành động liều lĩnh không biết tự lượng sức ngươi đừng có học theo hắn chết chắc rồi có lẽ hắn có gì đó hơn người lục vô song ánh mắt sáng ngời Lữ Thiếu Khanh điềm nhiên như vậy khiến nàng cảm thấy hắn có chỗ dựa vững chắc. Lục Hắc lại nhắc lại, hắn muốn chết, để hắn chết một mình, chúng ta đừng dính vào. Du Tế cảm thấy cực kỳ u ám, thì thầm, lần này, chúng ta có lẽ sẽ chết không còn mảnh giáp rồi, chọc giận Chu Giật Tu, giữ được mạng của mình đã là may mắn lắm rồi. Du Tế đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh lớn. Chu Giật Tu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt lạnh lùng, thái độ thản nhiên của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn chướng mắt vô cùng, hắn phất tay, ra lệnh cho người bên cạnh, giết hắn đi. Tiểu tử, ngươi đắc tội công tử nhà ta, ngươi chết chắc rồi hai người cười lạnh một người lập tức ra tay hai tu sĩ bên cạnh chu giật tu đều là kết đan kỳ tỏa ra khí tức đáng sợ cảm nhận được thực lực của hai tu sĩ này du tế và những người khác càng thêm lắc đầu họ không còn hy vọng gì vào lữ thiếu khanh hai kết đan kỳ hợp lực ngay cả du tế cũng phải nuốt hận ôi du tế thở dài trong lòng đã cảm thấy bi quan về tương lai của họ thấy đối phương ra tay lữ thiếu khanh không có chút thay đổi sắc mặt chỉ nhẹ nhàng búng tay một tia kiếm ý bắn ra phụt tu sĩ vừa ra tay lập tức hóa thành xương máu thậm chí không kịp kêu thảm đã tan biến trong không trung vù một cơn gió thổi qua sương máu tan đi theo gió thế giới xung quanh trở nên im lặng mọi người đều như hóa đá lâm vào trạng thái ngẩn ngơ đầu óc trống rỗng mãi không thể hoàn hồn nhận ra điều này du tế và những người khác đều cảm thấy kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng còn chu giật tu thì ngồi phịch xuống thuyền bay toàn thân run rẩy sợ đến mức không thốt nên lời lữ thiếu khanh vẫy tay một cái kéo chu giật tu như con ruồi từ thuyền bay xuống ném xuống chân du tế và những người khác sau đó quay sang tu sĩ khác cũng bị dọa đến tê liệt nói trở về gọi sư phụ ngươi đến gặp ta rồi mỉm cười với chu giật tu ta sẽ dạy ngươi cách cướp bóc chu giật tu bị lữ thiếu khanh ném lên sàn thuyền toàn thân và linh hồn đều run rẩy tiền tiền bối vãn vãn bối mắt không thấy thái sơn mạo mạo phạm tiền bối xin xin tiền bối thứ thứ lỗi lữ thiếu khanh liếc nhìn hắn không thèm để ý hắn vẫy tay một cái nhẫn chữ vật của chu giật tu đã nằm trong tay hắn những chữ vật của tu sĩ trúc cơ lữ thiếu khanh dễ dàng mở ra không chịu tổn hại gì lớn. Chu Dật Tu như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu, cơ thể khó khăn lắm mới đứng lên lại ngã quỵ xuống, kiểm tra một hồi, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cực kỳ khinh bỉ, chỉ có từng này thôi à, chỉ với sáu mươi mấy vạn linh thạch mà dám kiêu căng, nếu ta học theo, chắc phải vảnh đuôi lên trời mất. "Tiền, tiền bối." Chu Dật Tu lần nữa gắng sức đứng dậy, lần này lòng đã trào dâng vài phần oán hận, nỗi sợ giảm bớt đi, hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, lần nữa báo danh, "Tiền bối, sư phụ ta là Tân Hồng thượng nhân, Nguyên Anh sơ kỳ." cảnh giới tầng 3, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nguyên anh trung kỳ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, a à a à hai tiếng, vẻ cung kính, Tân Hồng thượng nhân nghe thật là lợi hại. Hừ, đương nhiên là lợi hại, không thì sao có thể chiếm giữ đỉnh Tinh Sơn, Chu Giật Tu nghĩ tới thực lực của sư phụ, lòng tự tin hơn, kiêu ngạo nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh xoa tay, có chút ngại ngùng, vậy thì cảm ơn quá, nhưng ta có một vấn đề. Du tế và cả bọn thấy thế, lòng âm thầm lắc đầu thở dài, quả nhiên nghe tới thực lực của tân hồng thượng nhân y cũng phải cúi đầu chu giật tu càng thêm bình tĩnh càng kiêu ngạo đứng thẳng người thân thể càng kiên cường tự tin tràn đầy cứ nói đi sư phụ ngươi có bao nhiêu linh thạch biết không ờ câu hỏi này làm chu giật tu ngớ ra cả bọn du tế cũng đơ người đây là thái độ cúi đầu sao người chu giật tu không biết phải nói gì ngươi cái gì mà ngươi lữ thiếu khanh thấy thế lập tức lật mặt trừng mắt nhìn hắn không biết thì ngồi sổm dưới đó không thì đánh chết ngươi du tế lúc này tiến lên kính cẩn nói kính chào tiền bối đừng tiền bối tiền bối mãi lữ thiếu khanh xua tay nửa nằm lên cột buồng bộ dạng lười biếng không có chút nào giống tiền bối gọi ta là soái ca đi tiền bối nghe giả quá du tế nhịn rất khó khăn cuối cùng chọn một cách xưng hô hợp lý đại ca thấy lữ thiếu khanh không phản đối tiếp tục can đảm hỏi đại ca xin hỏi đại ca thực lực thế nào nguyên anh kỳ mà lữ thiếu khanh cười hề hề giơ ngón cái lên tự mãn với tuổi này nguyên anh sơ kỳ tầng một rất lợi hại phải không chu giật tu nghe lòng mừng rỡ thật sự là thực lực này sao nếu vậy, hắn có cứu rồi, sư phụ, mau đến đây. Du tế tim đập chân run, thân thể không ngừng run rẩy, vì vậy, Du tế vội vàng đề nghị, đại ca, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tại sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Hắn cẩn thận nói, đại ca, Tân Hồng thượng nhân là nguyên anh. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh phẩy tay, hào khí ngút trời, chỉ là một nguyên anh thôi mà, các ngươi sợ gì chứ? Hắn phái người tới đây chặn đường các ngươi, không cho các ngươi sống yên ổn, các ngươi không đứng lên phản kháng sao? Hắn tới đây thì đánh với hắn cho hắn biết dù thực lực của chúng ta không bằng hắn, chúng ta cũng không sợ, dù có chết, cũng phải cho hắn thấy chút màu sắc. Mẹ kiếp, tên này chắc có vấn đề đầu óc rồi, Du Tế suýt chửi toáng lên, đại ca, chúng ta không phải đối thủ, Du Tế tiếp tục mặt mày ủ rũ, đại ca, chi bằng chúng ta rời đi trước, người. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hiểu tâm tư của Du Tế, cười hề hề, nói gì vậy, chúng ta là một bọn mà. Ai muốn cùng bọn với ngươi, đại ca, chúng ta còn có cha mẹ già, con nhỏ, Du Tế gần như van xin, các ngươi mạnh, chúng ta yếu, không gánh nổi đâu được rồi đi thì đi du tế vui mừng khôn xiết lập tức điều khiển thuyền quay đầu rời đi tuy nhiên chưa đi được bao xa du tế phát hiện lữ thiếu khanh vẫn còn trên thuyền chu giật tu cũng vậy du tế thắc mắc đành lấy hết can đảm hỏi đại ca sao ngươi vẫn chưa đi đi đâu mà đi ta sẽ đi cùng các ngươi chứ chúng ta là đồng đội mà trước đây ai đã nói lên thuyền rồi là bạn đồng hành đúng không lữ thiếu khanh cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng tinh nhưng lại khiến du tế suýt khóc ta không muốn làm đồng đội với ngươi ngươi xuống thuyền có được không đại ca xin tha mạng lữ thiếu khanh bĩu môi chỉ vào chu giật tu tha gì mà tha ngươi hỏi hắn xem hắn có chịu tha cho các ngươi không ánh mắt mọi người đổ dồn vào chu giật tu mặt hắn tái mét vội vàng lắc đầu đây là hiểu lầm ta có thể đảm bảo mọi người sẽ không sao nhưng ánh mắt gian xảo ẩn sau lớp mặt nạ không qua được con mắt tinh tường của du tế dù bây giờ chu giật tu có hứa hẹn trăm lần họ cũng không dám tin chỉ cần tân hồng thượng nhân đến họ đều sẽ chết chạy xa đến đâu cũng vô ích nhưng như lục hắc lại bừng bừng khí thế dù là Nguyên Anh thì đã sao, ta cũng muốn thử sức với Nguyên Anh, đúng thế, cùng lắm thì chết, 18 năm sau lại là một hảo hán. Lữ Thiếu Khanh ở trên nhắc nhở, có thể các ngươi sẽ bị nghiền nát xương cốt, ngay cả linh hồn cũng không thoát được, không khí tuyệt vọng càng lan rộng, ngay cả Lục Hắc nhất thời cũng không biết nói gì. Du Tế nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy oán hận, đại ca, ngươi có tự tin đánh bại Tân Hồng Thượng Nhân không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không tự tin, Du Tế và cả bọn suýt phun máu, đại ca, ngươi như thế sẽ hại chết chúng ta, Du Tế không kìm được lớn tiếng nói ra. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười hề hề, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Vô Song không nhịn được hỏi, đầy tò mò, tại sao, ngươi nói là đánh không lại Tân Hồng thượng nhân mà? Đánh không lại thì ta chạy mà. Đại ca, ngươi chạy rồi, chúng ta thì sao? Lục Hắc không kìm được nữa, đứng ra lớn tiếng. Các ngươi ở lại cản cho ta, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta chạy ra được rồi, sau này thực lực mạnh lên, sẽ quay lại giúp các ngươi báo thủ. Phụt, Lục Hắc và cả bọn giận điên lên, còn báo thủ gì nữa, với tính cách của ngươi, chạy xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu tại sao du tế không hiểu đại ca nếu không đánh lại tại sao còn chọc giận tân hồng thượng nhân đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao ngươi tự kiểm lại lương tâm đi ta là đang binh vực kẻ yếu đứng ra vì các ngươi lữ thiếu khanh chỉ vào chu giật tu không thì hắn đã cướp mất 50 vạn viên linh thạch của các ngươi rồi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ các ngươi không cần cảm kích ta đại ca nếu vậy chúng ta tách nhau ra đi chúng ta dùng thuyền để thu hút sự chú ý của tân hồng thượng nhân được không du tế mắt sáng lên lập tức đề xuất một kế hoạch nhưng lữ thiếu khanh dường như rất cứng đầu vẫn nói câu đó không chúng ta là đồng đội không thể tách ra phải đi cùng nhau du tế không nhịn được nữa đối mặt với lữ thiếu khanh hắn hết kiên nhẫn hét lên ngươi muốn gì lữ thiếu khanh lần nữa chỉ vào chu giật tu cho hắn thấy thế nào là cướp ta không chịu nổi cái kiểu nhỏ nhen này 50 vạn viên linh thạch trông thật nhạt nhẽo đại ca du tế suýt quỳ xuống ngươi dẫn hắn đi tìm tân hồng thượng nhân được không chúng ta thật sự không thể chọc giận tân hồng thượng nhân chuyện của nguyên anh liên quan gì đến chúng ta, những tu sĩ trúc cơ, kết đan, chúng ta không muốn dính vào. Sao lại không chọc giận, hắn đã chọc giận các ngươi rồi, đánh lại chứ, đừng hèn nhát, đàn ông đích thực, sợ cái gì. Du tế thấy không thể khuyên nổi Lữ Thiếu Khanh, đành tập trung lái thuyền, điều khiển thuyền, chạy xa khỏi đó. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồng, nhìn cảnh vật xung quanh lùi dần, miệng cười nhẹ, cố lên, chạy nhanh đi, chạy nhanh có khi có thể thoát khỏi tân hồng thượng nhân.